dưới đấy. Nhắc thì mất cái điện thoại. Đây là chào mừng ngày quốc tế đàn ông à? Ừ. Đúng không? Hôm nay là ngày quốc tế đàn ông đây. Nên là đàn ông hôm nay là ướt hết cả giái rồi. Ướt mẹ cả cái chim ngựa đéo. Tây Bắc là không có gì ngoài cá cả. Cá này là cá sạch tuyệt đối luôn. Cá bé phân mà. Quay nhiều thì tôi thấy cá chim đấy. Đấy, bạn nhìn thấy chưa, cá mè đấy. Cá mè cỡ 5 cân. Ngâm cái tẩm ăn. Anh kéo dọn lên đây, anh dựa đây. Kéo lên đây à? Chậm. Chân của nó em giữ rồi mà. Đặc sản của Tây Bắc đấy chỉ có là cá và cá thôi. Không còn chui được cơ mà đấy dưới chân mình. Đấy, còn chui. Mè to đấy. Nào con mè nằm gỏi ngon đấy nhỉ. Từ từ cứ giấm vào dưới đi anh xem. Đấy cá đấy. Mày chết trước tao. Em lấy đâu đó, ném lên tía. Ôi, ôi. Nó trơn. Ê, chẳng hề có nhảy lên sống rồi. Từ từ. Các bạn cứ tưởng chúng tôi ở trên núi mà không nuôi được cá. Tưởng dưới đồng bằng có thế à? Chỉ mỗi đồng bằng là có. Cá của chúng tôi là hơi bị to đấy. Coi ảo ấy. Để mắn sòn tay mấy đó đó. Nó mắn sòn được bé thôi này, mắn lùm vô kín cuối nói thế này. Coi la tím nó kìa, cắn con. Đấy, còn mấy con to đấy. Đấy ra. Ôi chà. Đấy. Ôi đấy. Chạy đâu cho thoát nhỉ? Anh bắt cá rồi xong rồi lên nhờ chỗ anh của chị Hà nấu ngồi đấy thôi. Ok. Ôi. Khâu rốc. Thấy rồi. Ồ. Nấu lên cái xong anh chỉ làm gỏi bổ sung cho nó thêm thôi. Ôi bà trôi đi. Nhá. Này là sẽ cho các bạn thưởng thức bữa gỏi cá mè. Ăn phải về sớm thì con ấy. Của Tây Bắc đấy nhá. Chứ không ăn kiểu dĩ xuôi giống các bạn đâu. Ôi, bà mẹ và đứa khỏi ăn. Thôi đó. Bà ăn ạc quá. Tôi muốn đi mày đâu á? Đó. Tôi muốn chắc. Không mưa không con? Con kia. Không mưa đó. Không bà. Con kia thoát rồi. Đó, thịt bắt ở đây. Đấy. Không bắt được. 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 Ui, trời ơi. Cái cá nhỏ này phải bắt hết đi. Cái rô phi cái loại ti ti này. Đấy. Đấy, cá nhảy đấy. Làm bữa cá nhảy cho nó. Con nào thì ném cứ thả ra đây. Ủa con mè kia. Ôi, hai con mè thế làm gỏi kia nhỉ. Ôi. Cái pin là phú quá. Con ra con đi. Thế con chấm thả cụ bây giờ nhỉ, lấy mẹ trôi đốt đốt cá trôi ngon đúng không, thả mẹ chấm lên mè thôi. Đây cứ thả luôn đi. từ nó vẫn trong bao rồi, sợ cá rất là nhiều. Đây là mới kéo văn nghệ một đường rồi đấy. Nếu mà quét nữa thì phải ăn cả tháng không hết. Kế đây thì chỉ có mấy bà làm mẩm thôi quá à. To nhỉ. Làm ít cá nhảy nhỉ. Cá nhảy, cá này. Cá nhảy thì đúng phù hợp rồi đấy. Này, bà xác lên cái đi. À, dạ,
xin lấy cỏ coi xí coi ra mè này. Ôi trời, con này mà làm gọi gì? Đi làm cỏi mà. Nhất luôn. Làm cỏi với chẳng hả, đi hết. Thả đi đi, thả hết đi. Chấm thả hết đi. Đi chôi, chôi ô hồi em mía. Người ta chôi mất phẩu làng cái quạt tươi sống đấy. Này. Cứ con nào to thì chiến đấu rồi. Đấy, chôi đấy. Chôi này. Thùng à? Ở đây là chúng tôi là cái chấm tầm 2 cân thì không ăn nhá. Vứt hết chung ao. Ông thua mà. Ôi đủ rồi, miếng đùng hết rồi, hôm nay đủ. Bà ừ, ném này. Con đấy ra thôi. Không ăn đấy. Đấy. Con chấm này lấy một con để bà giảng để ăn đi. Nó đủ đấy. Úi giời, cá này. To nhỉ. Cá bé đi làm mà. Cá kia mẹ bé kia đổ vào xô kìa. Ừ, đấy đổ vào xô đấy cho nó không có mấy hôm nữa nó chả ra đây nhau. Nhờ. Đây. Nhiều lắm. Đây cái này là mình kẹp nướng nó vào đây. Cho lá rong vào góc bàn là ok. Nó bỏ mày hài rồi, thấy là dính này. Này tốn rượu lắm. Sống mấy mẹ cho nhớ nhớ đúng. Làm mẹ này đéo đủ nướng hết. Đây ăn nó thuận nó bứt bứt nhở lại tí nữa. Thôi mẹ mày bỏ mấy nó quên mình. Tao ăn nó áo tay ướt nó. Áo tay ướt ơi. Thế mà nó quê mà. Thằng tay nó lỏ. Đéo để ý. Ăn tay đừng ý. Áo tay quăng ăn tay đừng ý. Cái bên chợ mới nó cân cân lại con sao. Nó chỉ đốt xe ăn thế. Đây, thực phẩm của cá đây. Mấy cây chuối? Ba cây này ăn được 2 ngày nhỉ? Làm gì 2 ngày? Ngày này cho nó cái ao to lắm. Ngày thôi. Cho nó cái ao to kìa gì. Anh xem ao này với ao này, không còn ao dưới nữa. À, ao dưới vẫn nuôi à? Nuôi cá bé rồi không? Mẹ tê, đáng chào mới à xôn. Sô cá nôi. Cá nôi nâu hiểu thấy. Xuống đây là không thiếu một loại rau thơm gì. Cái này đốt à? Đốt. Còn đây cái này là hỏi à? Đây. Con lấy mấy? Đây. Em ta đâu có này. Sẽ xong lấy không ạ? Con lấy mấy? Thế mà tối mất điện rồi, mất điện rồi. Thế là thế chả? Hả? Cần mơm chả? Xong hết rồi, chỉ chờ món này nữa thôi. Nó lên tàu ngồi thôi. Con thật chơm không? Hả? Thật chơm? Hai người sẽ làm bắp béo không thấy đâu. Mày kiếm cái đất xào lên. Cái này báo vậy? Bỏ lên tàu, ném nó tông. Đi thải phái. Tối quá nhỉ? Tàu hùng lấy cân. Ê, thế thì bộ cái này á? Mới nửa, mới nửa đi, mới nửa, mới sần bóng cái này. Chắc khẽ đấy, mới nhìn bóng á, mới nhìn bác. Mới nửa khét tỉnh đấy đấy. Bán nhìn bóng là bó lên nó tàu ở đây đấy. Giờ mới rút xương à? Chưa rút à?
về nhà có chứ có cửa. Con đấy đốt con đấy đốt mấy con đốt hết thì ăn mẹ nó thì ăn cá thì ăn đôi đầu cái gì vậy bóng lúa mới sáng mà gói khoai ấy chứ nó mày con lúa đi to thì cái này cho tủ lạnh mai nấu dưa. Canh nấu canh dưa bóng dưa với măng chua mình ấy ngon đấy. Cái món đốt này là ngon này. Than hồng cái này mà đốt thì ngon rồi. Thịt bóng ăn. Thịt bóng ăn. Thịt bóng phải nó lấy kìm rút chặt lắm à, chắc lắm à. Cá nó to thế mà. Nó dài cá. Mấy cái bóng ăn gì hả? May năm nay nó không lạnh còn đánh được cá đấy. Nó mà lạnh thì giờ đấy mà xuống rồi. Có cái không xuống thì cũng sợ thằng này. 4 gói, làm 2 đĩa à? Làm 4 đĩa chứ nhỉ? 2 đĩa thôi. Mới 1 đĩa. Không như món này là ngon này, món này có khả năng là đắt hàng này. Món này nó đưa rượu hơn. Nó chua chua lên này. Cái chuối ngon hơn nhỉ? Đúng rồi, cái chuối làm cái nhưng mà ngon hơn. Lúc đó là làm cây chuối hay hoa chuối? Dễ đấy à? Hoa chuối thôi. Hoa được quá, cái cây được quá. Không có đâu. Phải nhanh lên, khách đến gần đến nơi rồi. Khách đến Thuận Châu rồi. 6 giờ vậy, 6 giờ. 6 giờ, giờ 6 giờ kém mấy rồi? 10 phút nữa. Bọn này có khả năng là đúng giờ đấy. Chờ than à? Chờ than mới đốt cá kia quá. Cá đốt thì không lấy than đâu. Không lấy than à?
Rút vào lửa luôn thôi. Rút vào lửa luôn quá. Sáng ngày làm nó rõ. Có chứ, phải mổ sẵn đấy chứ. Mổ sẵn trong tủ ăn. Mổ xong rồi cho vào túi, xong rồi hút chân không, xong bỏ trong tủ chứ. Chứ bây giờ con cá nó gần chục cân. Mà... Nếu mà bán làng thì làng bao nhiêu đấy? Cứ bán... đấy là bán 300 nghìn một cân. Lọc sạch sẽ như này. 30 nghìn một lạng. Cứ đóng túi 3 lạng, 5 lạng 1. Kiểu vừa lắm. Cái lúc anh cầm miếng cho lên thắng luôn. Vẫn là lúc nào mà ăn nổi đầu đấy. Lúc nào là, chẳng có. Hai bạn làng về ăn rất sướng. Ăn cách chấm giòn kia. Hồi trước lấy 4 con thì về mổ thì hỏng mẹ mất một con. Một con nó bị cá nó chưa đủ ngày, nó đã xuất cho mình ấy. Nó mềm. Thế lại phải gửi quay lại. Dạ lại cho nó ăn. Ừ, chả được quá. Bây giờ mình lấy 100 nghìn được 3 lạng nha. Con đôi đầu 3 lạng gì đâu. Bấm cái nữa này, được rồi đó. Gỏi cá là không thể thiếu cái hoa chuối này được nhá. Hoa chuối này là nó có cả nước, nó có nước măng này, chua này, rồi tỏi, ớt, với một ít mắc khén. Đây là đặc sản của người Thái Tây Bắc này. 10 khách mà không có cái món gỏi cá này thì không ngon. Cá ở đây thì 100% là cá sạch nhé. Cá chỉ có ăn cỏ thôi, không có ăn các cái loại thức ăn khác. Chỉ có cỏ và cám thôi, cỏ và cây chuối thôi. Cám thì chỉ có tí cám gạo thôi, còn không cho ăn các loại cám không nhiều. Đây chia 4 bát thì mới dễ kia. Chứ nó vướng cái nồi là hơi bị. Đấy là mấy anh em mình vừa chém nhỉ, hồi bạn lớp đại học người, chứ nó biết em ốm, mà thật châu, như thăm quá. Không, nhà em là đi ăn cùng một cái mấy thằng một chỗ. Nếu hội thường lâm nhắc hội trên trong hoàng bóc đấy. Kiểu 4 thường trộn thế nào chứ? Kiểu 4 ở trên này chứ nhỉ? Thường ra phải trên 1 thì này phải nhắc 2 chứ. Cái này thì nó còn mua thì nó mò lên. Vừa thấy thì thông báo của chủ cung 4 cũng nhắc 1. Cái nó ở trong ấy à? Đúng rồi. Rồi, khách đã đến rồi nha.